phái đầu tiên là nạn nhân của lễ hội bíp đạo, bay luôn cả áo con tại bờ hồ. Tối ngày 31 tháng 12, thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới đang tới rất gần, hòa chung niềm hân hoan cùng hơn 7 tỷ người trên toàn thế giới. Ngay từ rất sớm, người dân đã đổ xuống đường vui chơi, chờ đón giao thừa trong không khí tưng bừng, háo hức. Chỉ còn mấy tiếng nữa là tất cả chúng ta sẽ bước sang khoảnh khắc countdown, kết thúc một năm 2020 đầy biến động và chào đón 2021. Ngay lúc này đây, khắp phố phường Hà Nội đều vô cùng sôi động khi có rất đông người đổ ra đường đi xem pháo hoa ở các điểm bờ hồ, công viên Thống Nhất, Mỹ Đình và đổ về trung tâm vui chơi. Khắp nơi, từ bờ hồ đến Mỹ Đình, thậm chí ngay trên đường cũng thấy các cặp đôi đang tay trong tay hạnh phúc. Đoàn người tấp nập, nối đuôi nhau, không khí rộn ràng. Thế nhưng, hòa trong không khí hân hoan chuẩn bị đón năm mới đó, lại xuất hiện những bàn tay không ngoan. Kết quả là một cô gái không may mắn trong lúc đang đứng tại bờ hồ chào đón năm mới đã bị bàn tay vô hình ấy làm rơi mất áo chip. Thông tin đang gây xôn xao cộng đồng mạng và cảnh báo các bạn gái khi đến chỗ quá đông người. Cảm ơn quý vị đã theo dõi những thông tin trên. Còn bây giờ, Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.